lịch trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 25 tháng 11 năm 2022. Cập nhật lịch trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 25 tháng 11 và rạng sáng ngày 26 tháng 11. Với các trận đấu đáng chú ý trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2022, lịch phát sóng bóng đá ngày 25 tháng 11, lịch trực tiếp bóng đá hôm nay, lịch trực tiếp bóng đá ngày 26 tháng 11, lịch trực tiếp World Cup 2022, thứ 6, ngày 25 tháng 11, 25-11-02-00 World Cup 2022, vòng 1, Brazil, Serbia, VTV3, VTV Cần Thơ, 17 giờ World Cup 2022, vòng 2, Wales, Iran, VTV5, VTV5 Tây Nam Bộ, 20 giờ World Cup 2022, vòng 2, Qatar, Senegal, VTV2, VTV Cần Thơ, 23 giờ World Cup 2022, vòng 2, Hà Lan, Ecuador, VTV2, VTV Cần Thơ. Thứ 7, ngày 26 tháng 11, 2 giờ World Cup 2022, vòng 2, Anh-Mỹ, VTV3, VTV Cần Thơ. Tiếp tục cập nhật.